Phật Thuyết Thập Thiền Nghiệp Đạo Kinh Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 37 Xin chào chư vị đồng tu Xin chào mọi người Xin mở Kinh thập thiện nghiệp đạo ra Trang thứ 11 Hàng thứ nhất Hàng thứ nhất Bắt đầu xem câu thứ hai Bác Dĩ hòa nhẫn cố Tóc sanh phạm thế thị Di bác Đây là Lìa sân hận Loại lợi ích Thứ tám Hòa Và nhẫn Đều là Tính đức Đây là cái vốn có ở trong tự tánh của tất cả chúng sanh nhưng vì tập khí phiền não làm chướng ngại nên không thể hiện tiền hòa là chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh Nhẫn Là có thể đón nhận Tất cả cảnh giới Thiện ác Thuận nghịch Có thể thấy Hàm nghĩa của hai chữ này là Sâu rộng Vô hạn đặc biệt là xã hội chúng ta hiện nay hiện nay do giao thông thuận tiện thông tin phát triển trái đất chúng ta cư trú tuy rất lớn nhưng ở trong thông tin nhanh chóng từng ly từng tí Chúng ta lập tức liền nhìn thấy Liền nghe thấy Nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình Ở trong Vệ tinh, truyền tinh Chúng ta nghe thấy Cho nên Có người nói Ngày nay trái đất là Một thôn nhỏ Thôn địa cầu Cái thí dụ này vô cùng thích hợp nhưng trên trái đất có nhiều người như vậy có nhiều sinh vật như vậy chúng ta đều sinh sống ở khu vực này việc quan trọng nhất chính là phải hòa phải nhẫn nếu như không thể chung sống hòa mục hai bên không thể nhường nhịn lẫn nhau thì nhất định sẽ phát sinh xung đột, sẽ phát sinh chiến tranh, sẽ phát sinh chảy máu, sẽ có đủ thứ bất hạnh. Chư Phật Bồ Tát đại thánh đại hiền. Sự giữ tâm của các ngài động niệm của các ngài tất cả đều là cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn mà mục tiêu cứu độ chúng sanh nhất định là ở hòa ở nhẫn hòa nhẫn tại sao không thể thực hiện vậy ở chỗ này phật hiển thị ra cho chúng ta thấy rồi thập ác bất thiện khiến hòa nhẫn không thể thực hiện đây chính là tai nạn của tất cả chúng sanh hiện nay là nguyên nhân không thể tránh khỏi của thiên tai nhân hòa phật pháp không chỉ chỉ nói đến lợi ích trước mắt còn có lợi ích sâu xa lợi ích sâu xa ở đời sau kiếp sau Lợi ích của đời sau kiếp sau Nói lời chân thật siêu dược hơn chúng ta hiện nay Chúng ta đời này Ở trong cái thế gian này Thời gian quả thật mà nói là rất ngắn ngủi Các bạn người tuổi trẻ hiện nay Còn chưa nhìn thấy được Người 6-70 tuổi trở lên Hiện nay thông thường xã hội nói Người về hưu, người nghỉ hưu Cảm nhận về điều này rất sâu sắc Đời người khổ ngắn Cho dù một trăm năm Người hiện nay nói một thế kỷ Trên thực tế cũng là Một cái khảy móng tay Một sát na chúng ta cần phải giác ngộ được ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy chúng ta phải làm như thế nào vận dụng cái thời gian này thành tựu sự nghiệp bất hủ cái gì là sự nghiệp bất hủ vậy nhà nho nói lập đức lập công lập ngôn gọi là tam bất hủ cái tam bất hủ này không phải thật tại sao vậy cái trái đất này sẽ hoại phật nói với chúng ta quốc độ phật tinh cầu có thành trụ hoại không trái đất hủy diệt đi rồi thì lập đức lập công lập ngôn cũng sẽ không chỗ dựa nói sự nghiệp bất hủ thật sự ở trong phật pháp cái gì là sự nghiệp bất hủ vậy thoát khỏi lục đạo thoát khỏi thập pháp giới đó là bất hủ thật sự không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chúng ta nói phạm vi lớn hơn một chút bất kể đức nghiệp như thế nào đều phải cùng đến chỗ chết với thành trụ hoại không thế tôn từ bi vì chúng ta chỉ ra thế giới tây phương cực lạc báo độ của chư phật mười phương là bình đẳng báo độ này chính là thực báo trang nghiêm độ thường hay nói nhưng mà phàm thánh đồng cư độ phương tiện hữu dư độ không đồng nhau không giống nhau nhưng mà ở thế giới tây phương cực lạc đồng cư độ phương tiện độ ngang bằng với thực báo độ đây là bất khả tư nghị đây là chư phật tán thán không có vị phật nào không khuyên chúng ta cầu sanh thế giới tây phương cực lạc sự thù thắng của thế giới tây phương cực lạc không phải thường tịch quan độ không phải thực báo độ thường tịch quan thực báo độ tất cả chư phật như lai đều bình đẳng đó có gì hiếm lạ vậy Thù tháng thứ nhất Chính là Đồng cư độ với phương tiện độ Ngang nhau Tịch quan thực báo Cái này bất khả tư nghị Chúng ta phải tin tưởng lời của Thế Tôn Lời khuyên bảo này của Thế Tôn Đích thực đã cứu chúng ta những pháp môn khác không cần cái khác thí dụ bạn tu sơ thiền chưa ra tam giới bạn đắc sơ thiền bạn tương lai cũng chẳng qua là sanh trời sơ thiền mà thôi là không dễ dàng thành tựu sao lại biết không dễ dàng thành tựu vậy bạn tự mình có thể làm thử xem thiền định của sơ thiền có thể chế phục ngũ dục lục trần họ là sắc giới không phải dục giới chúng ta ngày nay đối với tài sắc danh thực thùy ngũ dục lục trần còn động tâm hay không chỉ cần sáu căn tiếp xúc cảnh giới còn bị động tâm còn bị khởi niệm Bạn liền biết rằng Bạn ở dục giới Bạn không có phần ở sắc giới Ngoài trời sắc giới Đối với mừng Giận buồn vui Không động tâm Tức nhà Phật thường nói là Tám gió thổi không lay Tám gió thổi không lay là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới của trời sơ thiền Hay nói cách khác Công hạnh của họ càng cao, định công càng cao, chúng ta biết không phải, họ không có định công. Cái định này ở trong Phật pháp gọi là vị đáo định. Vẫn chưa đạt được sơ thiền là họ có định công, không đạt đến sơ thiền. Họ định công nếu như đạt đến sơ thiền rồi thì trong tất cả cảnh giới không động tâm. Quả thật đúng là trong không động tâm ngoài không bị cảnh giới cám dỗ người trời sắc giới công phu của nhị thiền tam thiền tứ thiền là càng sâu hơn nhưng vẫn chưa ra khỏi tam giới người niệm phật chúng ta nói lời thành thật nếu như có công phu sơ thiền Thì chắc chắn giảng sanh Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhất định không có vấn đề Bạn có công phu sơ thiền Ở trong pháp môn niệm Phật Là niệm Phật tam muội Công phu thành khối rồi Quyết định được sanh Công phu chúng ta Chưa đạt đến sơ thiền cũng có một chút công phu Gọi là dị đáo định Cái dị đáo định này Vậy phải xem duyên phận của bạn Duyên của bạn thù thắng Có thể giảng sanh Nếu duyên không thù thắng Lúc sắp mặn chung Có quan gia trái chủ đến quấy nhiễu Đến chướng ngại là bạn không thể giảm sanh Thế nhưng chúng ta tự mình thử nghĩ Lúc sắp lâm chung Không biết có những quan gia trái chủ này Đến kiếm chuyện hay không Rất khó nói Người tại gia có gia đình quyến thuộc Có con cháu của bạn Đứng trước mặt bạn kêu gào khóc lóc Rên la in ỏi Khiến bạn không còn chánh niệm rồi Người xuất gia đáng sợ hơn Tại sao vậy? Tín đồ còn nhiều hơn con cháu Người này phải như thế này Người kia phải như thế đó Thế là quy to rồi Đây là việc chúng ta hay nhìn thấy Rất nhiều lão hòa thượng khi giảng sanh Tín đồ này nói Phải thế này đối với sư phụ Người kia nói không được Anh thế này là sai rồi Phải như thế này đối với sư phụ Mọi người hai bên tranh nhau Khiến cho sư phụ chết tươi rồi không phải tâm xấu đều là tâm tốt Tâm tốt thiện ý làm chết sư phụ rồi Tại gia xuất gia Cái ngưỡng cửa lớn nhất Chính là chết Trong đây tôi đã viết mười mấy cái Cách viết này không biết các bạn có thể đọc hiểu hay không Đây là chữ tử đây là lối viết xưa cái ý nghĩa này rõ ràng hơn tôi đã viết mười mấy tờ có không ít người cầm đi rồi nội dung viết trong đây là câu nói của ấn tổ ấn quan đại sư nói người học đạo niệm niệm không quên chữ này thì đạo nghiệp tự thành chúng ta không sợ chết chúng ta phải chuẩn bị cách chết như thế nào cái này mới quan trọng hay nói cách khác cần phải có công phu sơ thiền đây là chúng ta nói niệm phật nhất định phải được niệm phật tam muội niệm phật tam muội nếu cạn là công phu thành khối công phu thành khói trên thực tế mà nói chính là công phu sơ thiền ngoài không dính tướng trong không động tâm thật sự đem duyên thế gian buông bỏ sạch sẽ việc thế gian này không có quan hệ đến ta người tốt rất tốt người xấu cũng tốt việc tốt rất tốt việc xấu cũng tốt chúng ta dùng tâm bình đẳng để đối nhân sự thế tiếp vật không có phân biệt không có chấp trước chúng ta mỗi ngày niệm phật hiệu cầu sanh tịnh độ mới thật có phần nắm chắc ở trong đời sống thường ngày tùy duyên không phan duyên Tùy duyên là sao cũng tốt Nhất định không được đem những sự việc Hỗn tạp lộn xộn để ở trong tâm Trong tâm việc gì cũng không có Chỉ có một câu A-di-đà Phật Vậy là chắc chắn được sanh tình độ điều kiện để được sanh tình độ hai chữ này quan trọng cái đầu tiên phải chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh họ hòa mục với ta ta hòa mục với họ họ bớt hòa với ta ta cũng hòa với họ thuận cảnh nghịch cảnh Người thiện, người ác Thảy đều phải nhẫn Cách nhẫn như thế nào vậy? Không để ở trong tâm Thật sự là nhẫn Để ở trong tâm cái nhẫn ấy rất khổ Không để ở trong tâm Cái nhẫn này nhẫn rất tự tại Tất cả tùy duyên không phan duyên Lợi ích chúng sanh là việc tốt việc tốt cũng phải có duyên nếu như không có duyên bạn muốn đi làm làm không thành công bạn vẫn còn xin phiền não sao lại khổ thế cho nên phật trụ ở thế gian chỉ dạy chúng ta tùy duyên không phan duyên phan duyên là tự mình muốn làm như thế nào tùy duyên là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức có thể biết được hòa nhẫn thì tự nhiên sẽ đoạn ác tu thiện bởi vì chỉ cần bạn tạo thập ác nghiệp cái thập ác này ở trong tâm của bạn bạn không thể đem nó buông xả hoàn toàn thì hòa và nhẫn không làm được chúng ta quan sát tỉ mỉ quan sát người khác mà soi lại bản thân mình con người thấy lỗi lầm của mình rất khó không nhìn thấy lỗi lầm của mình nhìn lỗi lầm của người dễ dàng người khác là tấm gương của chúng ta thấy người khác lỗi lầm lập tức xoay trở lại phản tỉnh bản thân ta có cái lỗi lầm này hay không cái này quan trọng chúng ta nhìn thấy người khác không hòa mục đoàn thể không hòa mục quốc gia không hòa mục tôn giáo không hòa mục thường hay xin chuyện đấu tranh chiến tranh điều này trong tin tức thực nhìn thấy xoay lại thử nghĩ ta chung sống với mọi người có hòa mục hay không tại sao ta không hòa mục trong bộ kinh này nói tập khí ác nghiệp nếu như không có ác nghiệp tâm địa bạn là thuần thiện thuần thiện chính là thập thiện khởi tâm động niệm lời nói việc làm nhất định tương ưng với thập thiện nghiệp. Hai chữ hòa nhẫn liền thực tiễn. Liền làm được rồi. Không có gặp được pháp môn tịnh độ. Không biết cầu sanh thế giới cực lạc. Quả báo của họ đời sau. Sanh phạm thiên. Phạm Thiên là trời sắc giới Không phải trời dục giới Bạn mới biết được Không học Phật Quả báo Cũng rất thù thắng Chúng ta thử xem Biết bao nhiêu tôn giáo Trời mà họ nói đến Phần lớn đều là trời dục giới Làm sao biết là trời dục giới vậy tập khí phiền não chưa đoạn cho nên chúng ta biết họ là trời dục giới dục chưa có xa lìa tôn giáo cao cấp gọi là tôn giáo cao cấp ở trong mỗi tôn giáo đều có người tu hành cao cấp không chỉ chỉ một người cao cấp là tu thiền định họ biết ly dục Vậy liền sanh phạm thiên Cái này chúng ta phải biết Lìa sân hận Tám loại công đức Thù thắng Một loại này là Vô cùng, vô cùng thù thắng Chúng ta ngày nay Đề xướng hòa bình bởi vì thế giới quá không hòa bình rồi hai chữ hòa bình làm sao nói đây chúng sanh trên toàn thế giới không phân quốc gia không phân chủng tộc không phân tôn giáo chung sống hòa mục đối xử bình đẳng hòa bình mới có thể thực hiện đối xử bình đẳng là nhẫn bạn không nhẫn được thì bạn không cách gì đối xử bình đẳng với người cho nên chúng ta cần đem lời giáo huấn của phật đà áp dụng vào trong đời sống đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta tự lợi lợi tha sự lợi của chúng ta dùng loại nền tảng tu hành này phát nguyện cầu sanh tịnh độ chắc chắn có thể thỏa mãn cái nguyện vọng trong đời này của chúng ta thành tựu cái công đức thù thắng mà đời đời kiếp kiếp trước kia Ta không có Đây mới là người thông minh Mới là người chân thật có trí tuệ Xin chào chứ vị đồng tu Chào mọi người Xin mời mở kinh Thập thiện nghiệp đạo ra Trang thứ 11 Hàng thứ nhất Bắt đầu xem câu sau cùng Nhược năng hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả Hậu thành Phật thời Đắc vô ngại tâm quan giả vô yếm Đây là nói Đoạn sân hận Đem cái công đức này không cầu phước báo thế gian chư vị đồng tu cần phải nên biết rằng không cầu phước báo thế gian không phải không có phước báo mà là phước báo càng thù thắng hơn tuy phước báo hiện tiền dứt khoát không được để ở trong tâm. Dứt khoát không được sinh tâm hoan hỷ. Đây chính là nói không nhận phước báo. Phước báo lớn đi nữa cũng không hưởng thụ. đem cái công đức này hồi hướng vô thượng Bồ đề. Đến sau khi thành Phật quả báo sẽ thù thắng. Loại thù thắng này là không có cách gì dùng ngôn ngữ mà mô tả được. Cho nên ở trong Kinh Phật thường nói bất khả tư nghị Đắc vô ngại tâm Vô ngại là không chướng ngại Chính là cái mà khổng tử gọi là tùy tâm sở dục nhi bất du cũ đây là tâm vô ngại ở trong đại tự tại lại có thể tương ưng với tất cả chúng sanh không trái ngược. Pháp thế gian. Đây là nhà Phật thường nói, Phật pháp ở thế gian không phá hoại pháp thế gian. Nếu như chúng ta đối với pháp thế gian có trở ngại, đó là có chướng ngại rồi. Giới Phật pháp, giới thế pháp, giới pháp xuất thế đều vô chướng ngại mới gọi là pháp vô chướng ngại. Mới thật sự giải thoát Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Quang giả vô yếm Đây là Quả báo thù thắng Phạm là người tiếp xúc với bạn Nghe tên Gặp mặt Đều có thể sinh tâm hoan hỷ Đây là quả báo tu thập thiện nghiệp Đời đời kiếp kiếp Trong đời quá khứ Xem tiếp đoạn dưới đây Phục thứ Long Dương Nhược ly tà kiến Tức đắc thành tựu Thập công đức Pháp tà kiến là ngu si ngu si biểu hiện ra bên ngoài chính là tà tri tà kiến tà tri tà kiến là cách nghĩ sai lầm cách nhìn sai lầm cách nghĩ cách nhìn của bạn hoàn toàn trái ngược với tự tánh đây là si cho nên si chính là tà kiến có thể xa lìa ngu si đây là việc khó khăn nhất khó hơn nhiều so với hai điều phía trước thập thiện bảy điều phía trước đều dễ dàng đoạn chỉ có một điều sau cùng này là khó đoạn ở trong kinh điển phật có một thí dụ đoạn si hoặc giống như ngó sen đứt còn dương tơ rất khó đoạn sạch sẽ đoạn phiền não giới và định trì giới tu định thì được ở trong mười điều này chín điều phía trước có thể trì giới thân khẩu có thể không phạm có thể tu định định có thể đoạn tham sân nhưng bà si thì vô phương si nhất định phải khai trí tuệ sau khi trí tuệ mở rồi thì si mới có thể đoạn sạch không khai trí tuệ thì không có biện pháp nào nhưng chúng ta phải biết rằng ngu si là gốc trễ của mọi phiền não tại sao lại có tham tại sao lại có sân si ngu si tại sao thân tạo ra xác đạo dâm khẩu tạo ra dòng ngữ lưỡng thiệt đều do ngu si từ đó cho thấy khai trí tuệ quan trọng mục tiêu cuối cùng của tu học phật pháp là ở khai trí tuệ khai trí tuệ mới đoạn được gốc rễ ngu si phiền não cách khai trí tuệ như thế nào vậy nhất định phải nương giới được định do định khai tuệ phật đã nói với chúng ta cái thứ lớp này đây là quá trình mà tất cả chư phật mười phương ba đời phải tu học chúng ta muốn tu cũng không thể ngoại lệ biết bao nhiêu người muốn tu tu cả đời cũng không thể khai trí tuệ nguyên nhân do đâu vậy giới không thanh tịnh định cũng không đạt được làm sao có trí tuệ cái trí tuệ không có giới định ở trong phật pháp gọi đó là thế trí biện thông nhà nho gọi là cái học nhồi nhét không phải trí tuệ là bạn nghe nhiều thấy nhiều nhớ rất nhiều không phải là tự tánh toàn là đến từ bên ngoài đây là cái học nhồi nhét nhà nho nói với sự việc này nói rất hay cái học nhồi nhét không đủ để làm thầy người khác vậy có thể thấy thời xưa lựa chọn thầy không chọn người học nhồi nhét mà chọn thầy thật sự có tu có chứng gọi là có tu chính là phải đem những thứ đã học được hoàn toàn thực hiện không thể thực hiện đó là giả chứ không phải là thật người chân tu nhất định thực hiện điểm này vô cùng quan trọng thực hiện chính là ở trong phật pháp gọi là trì giới trì giới mới có thể được định thiền định được sâu mới khai trí tuệ định cạn vẫn không có trí tuệ nhà phật nói tứ thiền bát định đều không có trí tuệ cho nên không ra khỏi tam giới cái định công này sâu a la hán đã ra tam giới định bà là a la hán tu là định thứ chín thoát khỏi rồi trong kinh lăng nghiêm gọi là cũ thứ đề định cho nên học phật là lấy khai trí tuệ làm mục đích khai trí tuệ thì không thể không buông xả không buông xả là chướng ngại lớn nhất của khai trí tuệ không chịu buông xả cái thứ này không phải không thể do bạn không chịu buông xả là việc của chính mình không phải việc nhờ người khác nhờ người người ta chưa chắc nhận lời bạn khó việc này phải cầu ở mình tự mình không chịu buông xả vậy thì vô phương rồi tự mình nếu chịu buông xả thì đây không phải là việc khó từ xưa đến nay người tu hành có thể có thành tựu có thể khai ngộ có thể chứng quả nguyên nhân gì vậy người có thể buông xả tu hành không thể khai ngộ không thể chứng quả là người không chịu buông bỏ cái sự thật này chúng ta không thể không biết dưới đây nói mười loại pháp công đức mười loại lợi ích hà đẳng di thập nhất đắc chân thiện ý lạc chân thiện đẳng lữ đây là lợi ích thứ nhất bạn có thể được thiện ý lạc thật sự thiện ý lạc chính là thông thường chúng ta gọi là hạnh phúc đây là chân lạc không phải lạc trong khổ lạc mà ở trong khái niệm thông thường chúng ta nói lạc của khổ lạc là, là tương đối không phải chân thật phật đối với sự việc này gọi nó là hoại khổ lạc là hoại khổ khổ là khổ khổ lạc là hoại khổ đó không phải là chân lạc chân ý lạc ở trong kinh phật gọi là thường sinh tâm hoan hỷ Tại sao vậy? Bởi vì họ thường sanh trí tuệ Cái mà họ được là Pháp hỷ Pháp là chân thật Chân thiện đẳng lữ Đây chính là Họ chắc chắn sẽ được chân thiện tri thức thường hay gặp được chân thiện tri thức thường hay gần gũi chân thiện tri thức làm bạn lữ với chân thiện tri thức chữ bạn lữ này chính là ngày nay chúng ta gọi là bạn đạo đồng tu Từ đó cho thấy Nếu như có tà kiến Thì cái thọ dụng này Bạn không có được Bạn có tà kiến Chắc chắn Bạn khởi tâm đồng niệm Đều tùy thuận phiền não Chúng ta gọi là Thường sanh phiền não sâu muộn nghi hoặc bất kể làm sự việc gì đều không dám quyết định đây là do ngu si tạo nên đoạn ngu si khó thế nhưng chúng ta tất nhiên phải học khó đi nữa cũng phải học có thể được một phần thì được một phần thọ dụng có được hai phần thì được hai phần thọ dụng gốc rễ của tà kiến chính là cho rằng cái cơ thể này là ta đây là gốc rễ của tà kiến gọi là ngã kiến ở trong kiến tư phiền não cái đầu tiên ngã kiến thân kiến người tu hành từ xưa đến nay tu hành cả đời không thể nói họ không dụng công không thể nói họ không tinh tấn nhưng mà cả đời cũng không lìa khỏi phiền não đều không thoát khỏi được tập khí nguyên nhân gì vậy chấp trước cái thân này là ta đây là chúng ta thường nói khởi tâm động niệm tự tư tự lợi chỉ cần có cái ý niệm như vậy tồn tại thì đoạn tà kiến là việc không thể tà kiến không đoạn thì tham sân nhất định sẽ theo đó mà khởi chỉ có thể nói đem tham sân áp chế một số giảm bớt một số chứ chắc chắn không đoạn hết sự việc này rất phiền phức phiền não tham sân không điều phục được quả báo ở tam đầu người thông thường thường nói người chết rồi đi làm quỷ rõ ràng có lục đạo sao có thể khẳng định người chết rồi nhất định làm quỷ vậy mọi người đã đều nói như vậy nói ra lời này ắt có nguyên nhân Phật nói với chúng ta nghiệp nhân của cõi quỷ là tham dục. Cái đứng đầu chính là tham tính cho mình, tham ái cái cơ thể này, cái xác thân này. Đây là điều đầu tiên Gốc rễ Của tham dục Không biết Cái thân này là giả Phật nói rất hay Tứ đại ngũ uẩn Giả hợp mà xanh không phải thật Duyên sanh chi pháp Đương thể tức không Liệu bất khả đắc Chúng ta đem cái thân này Cho là mình Xem trọng nó như vậy Chấp trước kiên cố Cái nhân tố này Chính là nghiệp nhân đọa lạc cõi ngạ quỷ tại sao người chết rồi liền làm quỷ là do vậy mà đi làm quỷ quỷ khổ hơn người quỷ đáng thương hơn người người có thể nhìn thấy ánh mặt trời quỷ không nhìn thấy ở trong cảnh giới của quỷ không gian mà mỗi ngày họ nhìn thấy đều là một màu mờ tối giống như mây đen phủ kín vậy vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời cho nên chúng ta gọi là âm gian âm giới chính là cái ý này chúng ta trong một đời tu hành nếu muốn có được kết quả có được thành tựu bạn không tùy thuận theo lời giáo huấn của phật đà làm sao được điều này quan trọng hơn tất cả huấn cơ bản của phật đà đối với chúng ta chính là bộ kinh thập thiện nghiệp đạo này quan trọng ở trong kinh này phật dạy mười điều này nhất định phải cố gắng nỗ lực mà học tập thập ác là tập khí nghiệp chướng phiền não của chúng ta tích lũy từ vô thị kiếp đến nay Chúng ta ngày nay không cần nói đoạn Đoạn quá khó Phật ở trong kinh nói với chúng ta Phục, bạn có thể điều phục được nó Mười loại ác nghiệp này Đều không khởi hiện hành Đây là phục phiền não Chúng ta niệm Phật Mới có thể giảng sanh Mười điều phiền não này không phục được Tuy niệm Phật cũng không thể giảng sanh Điều kiện của giảng sanh là Một lòng chuyên niệm Phiền não chúng ta không đoạn Đó chính là một lòng sen tạp Không phải chuyên niệm sen tạp công phu không thuần không thể giảng sanh tự mình không phải người thiện đích thực thì bạn ở trong thế gian này sẽ không gặp được chân thiện tri thức. bạn chắc chắn không gặp được phật bồ tát đến rồi bạn cũng không gặp được phật bồ tát hằng ngày ở cùng với bạn bạn cũng không gặp được tại sao vậy trong tâm bạn chán ghét họ trong tâm bạn nhìn thấy chướng mắt đây là nguyên nhân gì vậy phiền não khởi hiện hành nếu như tâm địa bạn thuần thiện thì tất cả người vật chung quanh mà bạn tiếp xúc đều là thiện tri thức đều là phật bồ tát đây chính là ngẫu ích đại sư nói là cảnh duyên không tốt xấu tốt xấu khởi từ tâm bạn có trí tuệ thật thì chư Phật Bồ Tát đều ở trước mắt bạn, không có trí tuệ thật, dù chư Phật Bồ Tát ở trước mắt bạn. Bạn đều thấy chướng mắt. Làm sao bạn có được pháp hỷ? Bạn làm sao có được? chân thiện ý lạc từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được nền giáo dục phật pháp quả thật đúng là giúp chúng ta phá mê khai ngộ liệt khổ được vui cái liệt khổ này chính là phục phiền não đoạn phiền não được chân thiện ý là tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dạng đến đây a di đà phật cần dịp viên cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a à còng người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật